Mến chào anh chị và các bạn, chào mừng cả nhà đã đến với kênh của mình. Đây là nồi chè đậu xanh bột bán nước cốt dừa, mình vừa mới nấu xong ha. Mình nấu theo cách rất là đơn giản, chè thì thanh mát, thơm mùi lá dứa, béo vị nước cốt dừa ha. Và có thêm bột bán, bột khoai, nó mềm, dẻo, rất là ngon luôn. Bột khoai thì nó có cái độ dai dai nè, bột bán thì sau khi mình nấu xong nó nở ra, thì cái nồi chè của mình nó sánh lại, nó đặc, nó ngon hơn. Nếu anh chị và các bạn thích món chè đậu xanh nước cốt dừa này thì mời cùng về bếp với mình nha. Để nấu món chè đậu xanh bột bán nước cốt dừa thì nguyên liệu rất là đơn giản và cách nấu thì cũng rất là nhanh. Đầu tiên này thì mình có 100 g đậu xanh ha. Và này là bột bán thì ở đây mình có 100 g. Thì mình mua trong siêu thị á nên người ta vô bịch sẵn gì nè. Nhưng tí xíu thì mình sẽ dùng không có hết cái bịch này đâu nha. Tí xíu mình dùng bao nhiêu mình sẽ chia sẻ với các bạn. Còn tùy các bạn mình thích dùng ít hay nhiều thì gì thì theo ý thích của mình ha. Còn đây thì mình có bột khoai nè, đường và nước cốt dừa, thêm vài cái lá dứa để cho nó thơm ngon hơn. Các phần nguyên liệu này các bạn có thể tăng hoặc giảm tùy theo ý thích của mình ha. Rồi thì mình sẽ đi do cái phần đậu xanh này cho sạch để mình nấu cho nó nhanh. Bột khoai, bột bán thì tí xíu mình cũng do cho sạch luôn ha. Mình dùng cái nồi nè, mình vo đậu rồi tí xíu mình nấu luôn. Chè đậu xanh mình nấu theo cách này thì cũng rất là nhanh, nhưng mà khi mình ăn thì nó rất là thơm ngon và thanh mát. Mình vo cho 2 3 nước để cho cái đậu này nó sạch và nấu cũng nhanh mềm hơn. Sau khi mình vo sạch rồi thì mình cho nước vào mình nấu. Cho nước vào thì mình cho hơi nhiều tí xíu. Đậu xanh này thì tí xíu mình nấu cho nó mềm xuống. Còn cái nước này thì mình sẽ dùng luôn. Mình không có bỏ nước như là cái chè đậu trắng nha. Còn bột khoai với bột bán thì mình sẽ do mình ngâm chung. Mình ngâm để cho nó mềm, tí xíu mình nấu nó sẽ nhanh hơn. Cái bịch bột bán này thì nó 100 gram nè, nhưng mà mình sẽ dùng khoảng 50 gram là được. Cho bột bán vào cái chè của mình á, nó sẽ được đặc hơn. Mình không cho nước vào và mình vo 2 3 nước cho nó sạch rồi mình sẽ ngâm đây. Ngâm đây khi nào đậu xanh chín mềm rồi thì mình sẽ cho chung mình nấu. Đậu xanh sau khi mình nấu khoảng 5-6 phút thì nó cũng hơi mềm mềm. Rồi lúc này thì mình sẽ cho cái phần bột khoai bột bán vào nấu luôn. Bột khoai bột bán vào nấu thì mình nên thường xuyên khuấy lên như nè để cho nó không có bị dính với nồi á. Mình nấu đậu nãy giờ thì nó cũng đã nở rồi vậy nè các bạn, thì đậu nó đã mềm rồi. Lúc này thì mình hãy cho đường vào nha. Nếu mình cho đường trước quá thì đậu của mình nó bị sượng trở lại á. Nãy thì mình cũng có cho thêm lá dứa để cho nó có cái mùi thơm ngon hơn rồi nè. Đây là mình có khoảng gần 200 g đường thì mình cho hết vào luôn. Rồi mình sẽ dằn vào đây một tí xíu muối nha, để cho nó có vị ngọt đậm đà hơn. Đường thì tùy các bạn mình thích ngọt như thế nào thì mình có thể tăng hoặc giảm theo sở thích của mình ha. Nồi chè lúc này thì nó rất là thơm rồi đó các bạn, mình cho thêm lá dứa đó. Rất là thơm luôn ha. Rồi thì mình sẽ dằn vô thêm một tí xíu muối để cho cái vị ngọt nó đậm đà hơn. Lúc này thì đường nó cũng đã hòa tan hết rồi. Thì lúc này mình sẽ cho nước cốt dừa vào luôn. Mình cho nước cốt dừa vào thì mình sẽ tắt lửa nha. Nếu mình nấu lâu quá là nước cốt dừa này nó hết béo, nó không có ngon. Này chè bây giờ đã chín rồi này các bạn, mình có thể múc vào chén và dùng ngay được rồi ha. Chè lúc này thì nó rất là thơm và béo.
có vị ngọt vừa phải, béo vì nó cốt dừa thơm mùi lá dứa ha. Đậu xanh thì nó mềm thanh mát, có thêm bột bán bột khoai thì nó dai dai rất là ngon luôn. Với cách nấu chè này thì rất là đơn giản, nhanh gọn lẹ, mà cái món chè của mình vừa ngon, vừa thơm, vừa thanh mát nữa. Vậy thì rất là đơn giản, mình đã chia sẻ đến anh chị và các bạn cách nấu chè đậu xanh, bột bán với cốt dừa ha. Nếu anh chị và các bạn thích món chè này thì hãy thử và bếp làm cho gia đình mình dùng nha. Cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi cái clip này của mình ha. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị và các bạn mình vào những clip tiếp theo nữa nha.